Xin chào cả nhà nha. Hiện tại đang là 12 giờ trưa cả nhà. Giác cái thùng câu giò ra, bữa nay mình câu giò ở ngoài sông này cho cả nhà xem nha. Tại vì mấy bữa nay nước nó cạn trễ lắm cả nhà, tới chiều rồi. Chiều nước nó mới cạn, mình mới làm mấy công chuyện mà chết mé được. Nay nguyên một ngày luôn là nước nó lớn, nó đầy như vậy nè. Giờ mình chỉ có thể ngồi đây mình câu cá cho cả nhà xem thôi. Hôm nay mua được một ít hà su rộng hôm nay rồi, chưa có đi câu cho cả nhà xem được nữa. Định là mang đi ra ngoài cửa biển á để câu cá dồ cho cả nhà xem, mà mấy bữa nay mưa gió sóng quá, chạy ra ngoài say sóng quá chịu không nổi. Này nghe móc mồi hết rồi nè, hôm nay câu giết nó còn có 18 lưỡi à. 18 lưỡi. Nói chung ngắn ngắn thì mình câu nó không có bị rối cả nha, dài quá câu nó dễ rối lắm. Câu cái này thì mình chỉ thả khi nước nó chảy thôi, xíu nữa nước nó im á giờ mình ngưng, tới chừng nước ròng mình quay lại đầu dưới mình câu. Rồi giờ mình thả câu nha. Đây, cái đầu tiên là cục chì nè cả nha, mình làm cái cục chì nhẹ thôi, chừng 230 chứ, nặng quá thì nó bị rối á, nước nó đi không kịp là nó rối. Gió quá. Ở đây mà trời còn gió làm gì nè, mà ra ngoài cửa biển á, gió còn dữ nữa. Ngay cái họng gió thổi cứ nhấp nhô ra ngoài câu cũng được. Giờ mình cột thả neo xuống nha. Đây là cái neo con nghe nè, miếng sắt nó nặng chắc cũng cả ký hơn à. Thả cho sát đáy luôn. Rồi, vừa đủ luôn. Cột cái này lại xíu nữa mình nắm cái này mình kéo cho lên. Chút nổi đâu. Giờ vô võng ngồi chơi khoảng tầm nửa tiếng vậy đó, mình ra mình thăm. Cái mồi này thì mình ngâm chừng nào cũng được á, chỉ là mình đừng có để cho nước nó im quá là được rồi. Nãy giờ vô chổng ngồi ngủ quên luôn rồi cả nhà, giờ nước nó chảy xuống rồi. Không biết có bị rối không nè, nước nó chảy xuống ào ào luôn rồi. Này, có cá nè cả nhà. Đây một con đầu tiên, một cốt mini, cốt vàng nhỏ xíu à. Dạo này cá này ở đây chỗ mình nhiều ghê, thả nó đi cho nó lớn rồi bác, vẫn còn giật. Con này bự hơn nè cả nhà. Đen. Cỡ này ăn mới ngon nè. Đó. Cỡ này là rất là béo luôn. Vừa mập vừa béo.
con đó ta kêu là con út vàng. Còn mà sao nghe ru vậy nè. Con này bự nè. Nghe con này nó giật mạnh nè. Con gì đây? Cá út nữa cả nhà ơi. Con út trắng. Cá mập không à. Cá con nào nó cú nù. Rồi mình bị dính gai rồi. Nè nha. Trắng mập cú. Còn không? Thì còn con nữa. Lưỡi cuối cùng luôn cả nhà. Cá bự bự không à. Đó, thả chưa? Cương giác làm ba con cũng được. Từ đây tới chiều cũng đủ ăn rồi. Giờ nhé móc ngồi và mình quay lại cái đầu trên này thả nha. Giờ nước nó chảy xuống rồi. Đây giác đầu tiên mình được ba con cả nha. Ba con mập hú luôn. Giờ mình cho nó vô cái rộng tôm tích luôn. Ba con giống nhau hết rồi. Chưa có bẻ gai nha. Nhưng nó đầm nhất lắm á. Cho nó vô đây rồi. Cho nó chung với mấy tôm tích rồi luôn. Qua wow, trời bự luôn. Này tối mới cân của mấy chú thả nò đó. Để ở đây rộng cho nó chắc chắc lại mình đi giao cho khách. Thì mê không? Không chừng lát nó đói nó ăn mấy con cá luôn. Mình có bỏ mồi vô cho nó ăn. Con còn nó bị gì ăn còn cái đầu không? Ghê không? Giờ mình sẽ kéo giác hai nha cả nhà. Hy vọng là có cá nha. Cái nặng nặng này nè. Mà cái neo nặng. Nước nó chảy mạnh á, nó cản cái neo nặng lắm. Ơi có cá cả nhà ơi. Có cá bự bự nè, gị mạnh nè. Ủa. Trời ơi con út chà bá luôn. Hai con luôn. Kiên lưỡi nữa kìa. Ôi ôi. Cá này nó bị béo phì rồi. Cá này nó bị béo phì nè. Trời ơi quá trời mập luôn. Đây con nữa nè. Để coi còn giật giật không. Còn cả nhà ơi. Giác này chắc cũng kiếm được 3-4 con à. Đây là con thứ hai. Con này là con út vàng. Này con kia con út trắng út cờ vậy đó. Chúng út này nhiều loại quá mình cũng không rành luôn nè. Rồi sao bị đứt lưỡi nè. Đây một con út vàng nữa. Mê không? Còn nữa nè, còn bị gậy nữa nè. Đấy, cỡ này là bắt được rồi. Ba con. Đủ nồi canh chua đó cả nhà. Đây con nữa nè. Ôi dưới con nữa. Thêm một con út vàng mini. Con này thả đi. Chưa đủ tuổi. Chưa đủ size. Như con này là được nè.
cá mập mập không à, đã đã không? Nhìn béo mút luôn. Đó thay gì rồi. Ê, còn cả nha. Đen 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 đen. Một con út vàng nữa. Còn út vàng không à? Ở bè mình đa số là út vàng thôi. Rồi hết rồi. Nhẹ hiu rồi. Giờ móc lại. Thả tiếp giác 3. Giác này được 6 con là chỉ 3 con là 9 con. Ngon lành luôn. Dư nồi canh chua rồi. Đã không? Cá mập mập không à, bự bự không à. Bây giờ nghĩa làm giác nữa tới chiều rồi kéo luôn. Làm giác cuối mình ngâm cho nó lâu lâu á. Nãy giờ câu một giác câu mà mới có 2-3 con à. Hai giác câu chắc chừng 4-5 con kìa. Nhiều đây câu chắc còn mấy giác nữa. Cái mồi này nó ít, nó hao lắm cả nhà. Câu cá nó ăn dài lắm. Cá ngát với lại cá cháp nè. Cá út, cá dồ. Nói chung mấy con cá đó, cá nào nó cũng phải ăn hết á. Để bữa nào mình đi ra ngoài cửa biển đó, mình câu được nhiều loại cá hơn. Ở đây thì đa số có cá út với cá ngát rồi. Giờ này cũng 3 giờ hơn rồi. Mình đợi tới khoảng 5 giờ đi mình kéo luôn. Tại vì giác này nước nó cũng chảy ròng lâu lắm. Mồi này thì ngâm thoải mái luôn. Rồi giờ mình kéo giác này nữa mình dọn nghỉ luôn nha cả nhà. Giờ này cũng chiều tối rồi. Nãy mấy cha con Nghĩa mới đi nhận đăng về nè. Mai chắc mai có clip bắt đăng cho cả nhà xem rồi. Ôi, có cá giật giật nè. Đó. Đã không? Nào biết mấy con này. Ồ, thấy kéo dữ lắm à. Ồ, gậy kìa. Giật lia lia luôn. Chắc cá út không à? Đây, trời ơi con út quá trời bự luôn. Ủa, hai con luôn. Chiên lưỡi nữa. Quá trời cũng cá út rồi. Ủa, sao cái lưỡi này nó móc ở ngoài vô? Kỳ vậy? Giỡn mồi hả? Này, quá trời bự luôn cả nhà. Đây lưỡi kế luôn nè. Trời ơi, con này bị béo phì. Quá là bự luôn cả nhà. Hai con này là thấy muốn được thêm nồi cá kho rồi. Còn nữa nè. Con này chắc cũng không thua hai con đó đâu. Một con út vàng. Còn nữa, còn nhiều lắm cả nhà ơi. Giác này nó làm lia lịa luôn. Có cá bự rồi, cá nhỏ mình thả đi. Cá bự thôi. Rồi thêm con nhỏ nữa. Còn nữa kìa. Con này mới nặng nè. Con này kéo mới nặng. Đúng rồi. Chưa tới nữa. Này. Thấy mê cả nhà. Ở giác nào cũng được, gì cũng đỡ. Cá bự thôi, không cần nhiều đâu. Còn nữa. Thấy mê.
Trời ơi, lưỡi cuối cùng luôn. Yeah. 4 con cả nhà, giác này được 4 con to, 2 con nhỏ. Ừ, con này là to nhất. Giác cuối con này là khổng lồ luôn. Rồi, giờ mình đi vô luôn cả nhà ơi. Mấy con? Nãy giờ hết luôn chắc cũng mười mấy à. Đó. Hồi nãy là mình thấy tôm tích nhiều hơn cá đúng không? Bây giờ là bắt đầu mình thấy cá nó cũng muốn ngang ngang với tôm tích này nè. Ghê chưa? Rồi để giờ mình lấy cái khên đi mình bắt ra cho cả nhà xem. Đây nha, quá trời luôn. 2 nè, 4, 6, 8, 10. Mình lấy 12 con. Còn mấy con nhỏ nhỏ mình thả rồi. Thấy mê không? Cá to to mà mập không à. Cá út này ăn béo lắm. Giờ mình bỏ xuống mình rộng nó cho nó sống đi. Khi nào ăn thì mình bắt ăn thôi. Cá bị béo phì hết rồi. Thấy mê không? Rồi. Này được nhiêu đây cũng bội thu rồi. Này mà nấu canh chua hay là kho lạc gì nữa ngon lắm. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nha. Nhớ cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình nha cả nhà. Bye bye. Hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha. Hồi nãy mấy cha con mình mới đi bỏ đăng à. Giờ bắt đầu đi nước nó cạn nè. Giờ mình bắt đầu đi nhận. Giờ khuya nay kéo cái sáng mình bắt. Rồi, bye bye nha.